bà con ơi, karaoke bà con, karaoke bà con. À, chắc cũng bà con nhiều lần đi hát rồi biết không? À, tôi nói bà con nghe, karaoke không phải là không có lợi đâu. Karaoke nó có lợi lắm, nhưng mà cái mà không lợi nó tôi nói trước. À, bà con à, cái không lợi của karaoke là nó làm cho, nếu mình mở lớn á, là nó làm cho đau dạ dày nè. Và nếu mà mở lớn á, thì gây ồn ào cho những người chung quanh. Đó, cổ họng bị tổn thương, ngứa. Đó bà con, ngứa. Rồi rất có thể hát to, nó hỏng dây thanh quản, mất giọng. Như vậy là karaoke, việc không tốt là nó vậy. À, bà con, việc karaoke nó không tốt là nó gây ồn ào cho hàng xóm phiền hà và làm cho mình đau dạ dày. À, cổ họng bị tổn thương, ngứa, rất có thể là hát to, hỏng dây thanh quản, mất giọng. Còn karaoke nó tốt là nó làm cho hưng phấn của người mình cùng bạn bè hát, nó làm cho tăng cường năng lượng tích cực, giúp giảm cân, tốt cho tim, phổi, điều hòa hệ thống thần kinh, tốt cho đường ruột, cải thiện rối loạn kinh nguyệt. Đó bà con, phụ nữ làm đẹp da, mặt, hệ hô hấp, giảm đau lưng. Như vậy nó không, nó rất tốt. Karaoke rất tốt là làm hưng phấn cho người mình và bạn bè cùng hát cho nhau. À, tăng cường năng lượng tích cực, giúp giảm cân, tốt cho tim, phổi, điều hòa hệ thống thần kinh, tốt cho đường ruột, cải thiện rối loạn kinh nguyệt của phụ nữ, làm đẹp da, mặt, hệ hô hấp, đau lưng. Bà con thấy tốt không? Chào bà con. Woo!